hộp không? Hộp gì hộp? Hộp lá mấy. Cầm nó ra. Tao thi cho. Tao thi là nhất. Cầm đi. Cho Minh nó mập thua rồi chơi. Còn con kìa, còn con kìa. Nhéo. Nó ra sọc te cho nhớ ẹt mà đi vẫn chơi. Cái này dốc bay đụng một viên bắn trúng một viên đã lăn hết. Ừ đúng rồi. Chưa, chưa, bắn trúng rồi, không trúng. Tao ở đây mà mày đừng có lo. Đi cung mà. Chẳng đéo gì tao. Ui. Sư tử Hà Đông. 5 tự 1 2 3 bắn hụt. 1 2 3 bắn hụt luôn. Ở nè nãy giờ chưa có viên nè. Thằng Min này bắn dở ẹt. Ơi cho tao chơi thử rồi. Hoài không trúng. Cho tao chơi với rồi. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Almakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Dusande bên phía U23 Qatar.
Sané. Không vào. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ. Đây là sự thật. Like nè. Đăng ký. Chuông. Cảm ơn.